Kênh điện tử Giao Bác xin chào anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ đến vườn mít Nguyễn Long ở Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai để xem anh chị ở đây sử dụng kênh điện tử gân mít như thế nào ha. Vườn mít Nguyễn Long là vườn mít đầu tiên ở Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai sử dụng kênh điện tử đo cân mít. Thì cái lợi ích của cái việc mà sử dụng kênh điện tử cân mít nó rất là rõ ràng anh chị ha. Một lần cân chúng ta cân được nhiều hơn và chúng ta kéo cái bội mít lên nó nhẹ nhàng hơn và nó hiển thị con số ra cũng rõ ràng hơn. Ngoài ra anh chủ có thể đọc số cái trọng lượng mít nó qua cái một cái màn hình lớn treo tường kết nối không dây với cái sàn cân. Như vậy thì ảnh có thể ngồi ở một bàn làm việc và anh thấy quan sát được cái việc cân mít đi diễn ra và ghi số rất dễ dàng. Xem xong video lúc này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và vợ mình đang cần mua nó thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tự Giao Bác sẽ giao cân nhanh nhất đến anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.